Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Bà Mẹ Quê. Mình xin chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Hôm nay mình xin giới thiệu đến cả nhà một món ăn chay nữa, đó chính là đậu bắp chiên giòn. Đây là những trái đậu bắp mà em vừa chiên xong. Đậu bắp chiên giòn thì có lớp da bên ngoài vàng giòn, cắn vào bên trong thì đậu bắp mềm và ngọt. Sau bên trong nữa thì có phần chả sữa chấm cùng với tương ớt. Rất là hấp dẫn món này luôn đó cả nhà. Và đối với món đậu bắp này thì các bạn có thể dùng để ăn chơi hoặc là ăn cơm cũng được. Cách thực hiện thì vô cùng đơn giản và thời gian làm cũng rất là mau luôn. Bây giờ em sẽ cắt một trái đậu bắp cho cả nhà cùng xem nha. Và đây là ở bên trong nó như thế này nè. Để làm món ăn này thì bây giờ em sẽ đi hái đậu bắp. Và em mời cả nhà cùng theo chân em đi hái đậu bắp nha. Có mấy dây đậu đũa thôi mà nhìn trái thấy ham không cả nhà. Hôm nay em sẽ hái đậu đũa và em làm một món ăn đơn giản và vô cùng hấp dẫn cho cả nhà cùng xem nhé. Còn bây giờ thì mình đi cắt đậu bắp thôi. Trái đậu bắp như vậy là vừa ăn rồi nè. Nó không có già quá và nó không có non quá. Trồng có hơn 10 cây đậu bắp thôi, nhưng mà nó ra trái là ăn không kịp luôn đó cả nhà. Đậu bắp này thì rất là dễ trồng. Các bạn trồng ở chỗ nào mà khô á, thì mình tưới nước mỗi ngày một lần. Còn chỗ nào ẩm ẩm thì khỏi cần tưới nước luôn. Nó phát triển rất là tốt và không cần phân thuốc gì hết. Nhất là trồng mấy chỗ mà có nắng nhiều á, là trái nó sai trái dữ lắm luôn. Nói đến đậu bắp chắc các bạn cũng biết đến món canh chua đậu bắp nè, hoặc là luộc chấm chao. Nhưng hôm nay em sẽ giới thiệu đến cả nhà một món vô cùng mới lạ luôn, đó chính là đậu bắp chiên giòn. Hoa đậu bắp nhìn đẹp ghê ha cả nhà. Nhìn cái hoa nè rất là xinh luôn. Em hái được bao nhiêu đậu bắp rồi nè. Thôi bây giờ em mời cả nhà cùng vào bếp và cùng nấu món ăn với em nha. Và đây là phần nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Ở đây em có 200g đậu bắp. Đậu bắp mới vừa hái luôn nè. Và em đã rửa sạch rồi. Nhìn rất là ngon và mới luôn hết cả nhà. Và tiếp theo em sử dụng đó chính là 70g chả sữa, hay còn gọi là chả nấm bào ngư. Và các bạn có thể thay thế bằng đậu hũ trắng cũng được. Và một ít bột xù, một ít bột chiên giòn, dầu ăn để mình chiên. Và ăn kèm thì mình sử dụng là tương ớt. Nguyên liệu như vậy đã xong rồi. Bây giờ đầu tiên em sẽ đi cắt đậu bắp. Đậu bắp em sẽ cắt bỏ cái phần đầu. Và tiếp theo nữa rọc như thế này, để mình loại bỏ cái phần ruột và hạt ở bên trong. Chủ yếu là em làm cho nó rỗng cái phần ruột, để một hồi mình cho cái phần chả vào ở trong á. Chứ hạt đậu bắp này mình ăn vẫn được nha. Em đã loại bỏ ruột phần đậu bắp xong rồi nè. Và tiếp theo bây giờ mình sẽ cắt chả sữa nha. Chả sữa này thì cắt nhỏ nhỏ. Cắt như thế nào để mình cho vừa vào cái phần trong của trái đậu bắp là được. Cắt xong rồi bây giờ mình sẽ cho vào. Các bạn cho vào như thế này. Xong rồi đó, rất là đơn giản luôn ha. Nếu không sử dụng chả sữa thì các bạn có thể sử dụng là đậu hũ trắng. Đối với đậu hũ trắng thì mình nên ướp một chút xíu gia vị cho nó vừa ăn, sau đó mình mới cho vào trái đậu bắp nha. Mình đã cho nhân vào đậu bắp xong rồi. Bây giờ sẽ pha bột giòn. Và bột giòn thì các bạn sử dụng một chút xíu nước. Mình pha sao cho cái phần bột này nó sền sệt là được. Phần bột giòn em pha xong rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần bột xù ra một cái đĩa. Sau đó bắt đầu mình tẩm bột thôi. Sử dụng một trái đậu bắp. Sau đó mình cho qua bột giòn. Lăn đều như thế này. Sau đó mình để qua bột xù. Mình tẩm cho nó thấm đều cái bột xù nữa là xong. Chiên xù thì các bạn nên tẩm bột trước như thế này một chút xíu. Mình chiên thì cái phần bột xù mình nó không có bị bong tróc ra ngoài. Các bạn tẩm bột xù xong mà cho vào chảo chiên liền đó là bột xù của mình nó bị rớt ra ngoài, chảo dầu nhiều lắm. Cho nên các bạn nên tẩm một chút xíu mình hãy chiên nha. Và để chiên những cái trái đậu bắp này thì em đã chuẩn bị một cái chảo dầu nóng rồi. Và bây giờ dầu cũng đã nóng. Em sẽ cho đậu bắp vào đây và em chiên. Và chiên đến khi nào mà trái đậu bắp của chúng ta vàng giòn đều các mặt là được. Cái trái đậu bắp này mình gấp ra được rồi nè. Như vậy là đã vàng giòn rồi. Và bây giờ mình sẽ chiên tiếp tục cho những cái trái đậu bắp còn lại vàng đều hết. Đậu bắp của chúng ta đã vàng hết rồi. Bây giờ mình sẽ bày ra đĩa nha. Mình đã chuẩn bị một cái đĩa rồi nè. Cho đậu bắp ra. Các bạn thấy làm món ăn này rất là mau phải không? Để ăn kèm thì em sẽ sử dụng đó chính là tương ớt. Bây giờ trang trí một chút xíu nhìn cho đẹp mắt. Món đậu bắp chiên giòn của em đã hoàn thành rồi nè cả nhà. Nhìn rất là đẹp mắt và rất là hấp dẫn luôn ha. Bây giờ em sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức món đậu bắp chiên giòn cùng với em nha. Đậu bắp chiên giòn có thể dùng để ăn chơi hoặc là ăn cơm đều rất ngon. Cách làm đơn giản và nguyên liệu cũng dễ tìm. Chưa đầy 15 phút là các bạn đã thực hiện xong một cái món ăn vô cùng hấp dẫn rồi. Và em chúc cả nhà mình có những bữa ăn chay thật là ngon miệng nhé. Bây giờ em sẽ tìm cây kéo, sau đó em sẽ cắt cho cả nhà xem bên trong trái đậu bắp của em như thế nào. Và đây là bên trong trái đậu bắp chiên giòn. Phần da bên ngoài thì vàng giòn, còn phần đậu bắp bên trong thì mềm, còn rất là xanh mượt luôn nè cả nhà. Nhìn rất là đẹp mắt, rất là hấp dẫn luôn ha. Bây giờ thì video của em cũng xin kết thúc tại đây thôi. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Và các bạn xem video vui lòng bấm like, đăng ký kênh hoặc là chia sẻ video ủng hộ em với nha. Em chân thành cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Chào tạm biệt, bye bye.